Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh em chú bác. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 2020. Đam mê sưu tầm cũng còn số mặt hàng ít thôi, tại vì cũng bệnh cả tuần nay rồi không có lấy hàng được ha. Đó, bệnh cả tuần nay không có đi lấy hàng. Mấy cái hàng này lúc tuần trước mình lấy chưa có vệ sinh kịp, không đăng, tuần này mình đăng lên ha. Rồi, trước hết là Tam Mê Sưu Tầm cũng xin chào tất cả các bạn đã ủng hộ mình từ trước tới giờ, và cho Đam Mê Sưu Tầm xin cảm ơn tất cả mọi người đó, và chúc tất cả các bạn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý ha. Trước hết là Đam Mê Sưu Tầm cũng xin giới thiệu một số dụng cụ, dụng cụ mới có cũ có ha. Rồi bây giờ Đam Mê Sưu Tầm vào thẳng vấn đề luôn. Trước hết là Đam Mê Sưu Tầm có một cái thùng đó, một cái thùng, thùng này là của cái gì, Leiser gì đây đó. Chiều dài của nó là bốn 4 tấc 85 ha, bề ngang của nó là 1 tấc 75 và độ sâu của nó là 130, đó là 1 tấc 3 đó. Đó bên trong của nó ha, để kẹp không đó. Rồi cái này đựng ba cái khoang gì đó. Rồi cái này là 300.000 ha, T1 ha, T1 300.000 đó, ngoại hình còn rất ok ha. Rồi T1 300. Rồi tiếp theo tiếp theo là một cái ba cái mỏ led đó. Cái này là của lớp lớp T ha, nó hiệu con tôm lớp T, 3 cây đó là 250 ha, độ dài của nó ha, 250 đó. Có cây này hơi cũ chút ha, là 150.000 ha đó. A4 A5, A4 A5, A6 mắc kim da băng đàng hoàng nha các bạn đó, có hiệu mắc kim da băng ha. Đó. Và còn có 3 cây là 250. 250 tức là 2 tấc rưỡi ha. Đó là 150.000 một cây ha. Rồi tiếp theo là có một cây đuôi chuột. Cây đuôi chuột này là 17 21 ha. Đó, mắc kim da băng luôn ha. Đó. Đó, đảo chiều ha. Rồi cái này là 150.000 ha. Độ dài của nó là cũng là gần 3 tấc. 3 tấc. Độ dài 3 tấc ha. Đây một cái mỏ lết răng A3. Đó. A3. A3 là cây mỏ lết răng ha. Là của nó là mắc kim da băng luôn nha các bạn. Đó. Răng đồ còn rất là nghiêm chỉnh ha. Rồi cái này là độ dài của nó là 3 tấc ha. Cái này 300.000 ha. A3. A3 300 ha. Rồi. A1. A1 là cái cờ lê 5 cái ha. 12, 13, 14, 17, 19,
và 11, 11, 12, 13, 14, 17, 19. Đó, hai cái đầu khóa ha. Đầu khóa 11, 13. Đó, đầu khóa là 10, một cái đầu vừa khóa vừa vừa cờ lê ha, là 17 ha. 5 cây ha, 150 ngàn. A1 ha. A1 150 ngàn 5 cây. Đó. Cái này có cây có gia tăng, có cây không có nha. Nhưng mà mình theo mình coi mấy cái hàng này là đều là hàng Nhật hết nha. Đó. Hàng bãi Nhật hết. Rồi tiếp theo là cây A2. A2 cũng là 5 cây ha. Từ 12, 12, 13, 17. Đó. 17 và 19, 12, 17, 19, 14. Đó, nó cũng đầy đủ luôn. À, cái này thì nó có một cái là thép đen ha. Đó. Nó một có một cái khóa dòng. Đó, khóa dòng của nó là 12, 14 ha. Rồi A2 130 ngàn. Rồi, đây là có cái A7 ha. A7 là một cái con dao R3. Đó, có chữ Nhật đàng hoàng nha các bạn. Đó. Con này lưỡi của nó là dài 130. Đó. Còn cái bề bề rộng của nó là 40 ha. Lưỡi luôn cán là tới 250 ha. 245. Đó. Cái này là 250 ngàn ha, mình giảm 50 ngàn. Rồi, bán về vốn luôn. Rồi, A7 250k. Rồi A9 một cái cạo là 75 cm ha. Cạo sắt nha. Đó. Này có số đàng hoàng ha. Có số đàng hoàng. Đây, 75 mm. Gia băng đàng hoàng ha. Có chữ gia băng luôn nha các bạn. Đó. Rồi, cây này A9 150 ngàn. Tiếp theo A10 là một cái cạo hai chấu súp B số 4. Là kêu là cạo số 4 ha. Đó, cây này là A10 550 ngàn ha. Còn răng đồ còn rất là đẹp luôn. Đó, 550 ngàn A10. Rồi tiếp theo mình giới thiệu một cái ba cái mũi khoan đó, nó là coi như ba mũi ha, khoan đa năng từ 6 8 10 6 8 10 ha, ba mũi khoan đa năng đó. Đây giống như trái khế ha. Cái này là coi như là mũi khoan, nó là cái đầu lục giác đó. 100 ngàn ba mũi ha, không còn bao nhiêu nha các bạn, số lượng có hạn rồi đó. Hàng đặt thì nói thông quan rồi mà chưa thấy có gì hàng về ha. Rồi 100 ngàn một bộ ha, ba mũi 6 8 10. Rồi tiếp theo là mấy cái vít đó. Mấy cái vít của nó là vít, nó là coi như là độ dài của nó là tới luôn cán luôn đồ là 29 nè, 29 cm đó, 29 cm. Còn cái lưỡi không là 20 ha, độ dài của cái lưỡi là 20 đó. Cái này là BH1 đó, BH1 ha. Cái này là SATA, hiệu SATA. Rồi cái này là coi như là 60 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là có hai cái quan nước đó, một cái dạng đứng ha,
gạt bên hông đó, gạt bên hông và một cái gạt ở trên ha, một cái gạt ở trên, vòi nước lavabo đó, cái vòi nước lavabo đó, một cái gạt bên hông, một cái gạt ở trên ha. Đó, cái này là hàng inox 304 ha, SUS 304 đó, 280 ngàn một cái ha. Đó, số lượng cũng không còn rồi, mình đặt tới một lô hàng mà nó kẹt 2 tháng nay rồi, chưa có về được. Rồi tiếp theo là cái kéo cắt cành. Đó, kéo cắt cành. Kéo cắt cành này của SK5 ha. Đó. SK5. Đó, SK5 Japan. Đó, cái chốt của nó đây ha. Đó. Rất là bén nha các bạn. Đừng nói giỡn với nó nha. Rất là bén. Rồi cái này nó có ba mẫu. Đen, vàng, trắng. À, ba mẫu ha, đen, vàng, trắng. Một cây là 130 ngàn một cây ha. 130 ngàn cây. Nó có ba màu ha. Một cây là 130 ngàn. Đó. Nó gồm có ba màu trắng, đen, vàng. Rồi tiếp theo tới cái kéo. Cái kéo này là cũng là SK5. Đó. Cái hiệu của nó là SVK KI Japan. Kéo này là trơn tru ha. Cắt vải, cắt cái gì cũng được ha. Cán kim loại bằng nhôm. Đó. Của nó là như vậy ha. Cái này một cây là 110 ngàn. Cắt gà, cắt gì cũng được ha. Cắt thịt, cá. Đó, một một cây như vậy là 101. Đó, 110 ngàn. Rồi, tiếp theo là một cây kéo cắt gà. Đó. Cây này nó chính cống là kéo cắt gà ha. Có khui bia luôn. Đó, nó có khui bia luôn nha các bạn. Đó. Cái này là cán cũng là inox, cán của nó cũng là kim loại luôn. Đó. Cái này là Mắc in da bằng SK5 nha. Đó, nó có cái ngàm. Cái này cắt nó không có tuột nha các bạn. Tôi cho cái mì hành. Rồi cái này 130 ngàn một cây ha. Mà nhập tôi cho cái mì hành. Rồi, cái này là của Kabushi. Kabushi. À, Kabushi á. À, cái này là cũng là kéo cắt gà chính tông luôn. Cái này nó có lò xo ha. À, mình bóp vô là nó tự động nhả ha. À. Cái này là nó nguyên khối luôn, đúc nguyên khối luôn. Đó. Đúc nguyên khối luôn. Đó. Cái này là 150 ngàn một cây ha. Đó, 150 ngàn một cây. Cái này là hàng Kabushi. Rồi, cuối cùng là cái dụng cụ là còn cái dao chặt xương đó, Seki Japan đó. Cái độ dày của nó là 7 ly ha. Độ dày 7 ly. Đó, bề ngang của nó là một tấc. Lưỡi của nó là dài một tấc chín. Đó.
nhưng mà đo ngay ở dưới là hai tấc luôn đó, độ dài từ cái cán tới lưỡi là ba tấc ha. Cây này là Siki rau trạch xương 350 ngàn một cây ha. Cái này nó có nhiều loại luôn lắm nha các bạn đó, nó cũng giống giống vậy, các bạn mua các bạn để ý ha. Rồi bữa nay mấy cái dụng cụ của mình là tới đây đó. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu qua mấy cái máy ha. Hò sốt với bữa nay là coi như là bữa nay là đỡ rất nhiều thôi các bạn đó, mình nói tiếng cũng khàn luôn rồi à, các bạn thông cảm ha. Rồi, trước hết mình giới thiệu với cây mài mài gốc Toshiba điện 100V 4.300 dòng trên phút ha. Nó là 7A là 680W ha. 680W. Rồi. Rồi mình test máy ha. Rồi cây số 1 350 ngàn cái Toshiba ha. Đấy cái chứng chỉ. Rồi số 2 là con Hitachi. Cái mài gốc Hitachi lưỡi 100 ha. Điện 100V. 530W ha. 4.300 vòng trên phút. Rồi test máy. Rồi con này cũng cây số 2 350 ngàn. Tiếp theo là con số 3 là một con máy bắn vít thạch cao đó, cái này là nó có đảo chiều ha. Con này là của Makita à, điện 100V 500W 2.500 dòng trên phút ha. Rồi test máy. Đây đảo chiều nó nằm đây á. Rồi cây số 3 300 ngàn. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là một cây khoan vừa bắn vít ha, của Hitachi. Cái này là điện 100V là 350W đó, 350W. Điện 100V đảo chiều nằm ở dưới đây ha đó, khi mà mình bắn vít đó, thì mình vặn cái này ha, cái nặng. Cứng quá vậy. Rồi, test máy. Cái này là cái điều tốc nằm ở cò luôn nha các bạn. Đảo chiều. Đó, các bạn bắn vít thì dặn cái này ra ha, dặn cái này ra bữa nay nó hơi cứng. Rồi cây này là 400 ngàn ha, cây số 4 của Hitachi. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 cũng là khoan bắn vít luôn, cây này là của Makita ha. Makita đó, bắn vít và dặn vô nó cũng giống y chang cái kia thôi.
Tết nay. Đảo chiều rồi, cây số 5 400.000 cùng giá. Tiếp theo cây số 6 là một cái máy phay, à cái này là chính tông là của Nhật luôn nha, chưa được Đông Hòa, à cái này là 20.000 Newton, 20.000 RPF. Cái này là Towa, à cái này hiệu Towa là 4.5A, điện 100V, 450W. Rồi test máy. Máy chạy rất là êm ha. Đó cái máy phay. Cái này lưỡi 12 ly ha. Là cái này là 550.000 nha, cây số 6. 550.000. Tiếp theo là cây số 7 là cây bào. Đó, mình không thích thì mình tháo. Tháo nó ra làm cái khoang. Đó, nó là đa năng ha. Đó, mình không có thích là mình tháo nó ra làm cái khoang. Hoặc là mình chế cái giấy nhám qua đây. Tháo cái nắp này ra, chế miếng giấy nhám, đó mình làm cái trà băng, ha, mình mài, đó, cái này là 500.000 ha, này là mình cũng thử chế qua rồi ha, rồi mình bán mất rồi đó. Rồi cái này cây số 7 500.000 của Mark Hitachi đó. Điện 100V là 2.800 vòng trên phút, lưỡi 82 nha các bạn, 340W. Rồi cây số 8 là một cái máy thổi bụi Makita, cái này là điện 100V 570W ha. Cái này nó hơi lộng nha các bạn. Các bạn về lấy cái cổ dê gì siết lại. Đó. Cái này nó hơi lộng thôi, không có gì hết. Rồi, ok. Rất là mạnh ha. Rồi, cây số 8. Thổi bụi Makita. 570W. 450.000. Tiếp theo là cây số 9. Cũng là của Makita. Cái này là 600W. Điện 100V 600W. 16.000 vòng trên phút ha. Rồi, đồng giá là 450.000. Cái số 10, con cưa lỏng Makita. À, điện 100V 310W 3.200 vòng trên phút ha. Đó, cái mặt hàng này là toàn bộ đã qua sử dụng nha, mình không có bảo hành và không có bao phí ship nha. Các bạn coi cái nào hợp mình xài thì mình alo
còn không thì các bạn coi như là coi để giải trí ha. Đó. Rồi tắt máy. Rồi cây số 10 400. Cây số 10 11 cũng như nhau ha. Đó. Cái này là nó có kèm theo một cái lưỡi ha. Tất cả mấy cái mặt hàng này là có kèm theo lưỡi nha. Đó, cái lưỡi mình bỏ đây nè. Mình gắn vô nó hay vướng nè. Đó. Đây nó có cái cây mở luôn nè. Mở mấy cái gắn lưỡi vô nè, cái cây lục giác ha. Nó có cây lục giác ở đây luôn ha. Có nhiều cây không nha. Đó, hai cây y nhau nha. Điện 100V 310W. 3.200 vòng trên phút ha. Rồi tiếp theo cây số 12 là cái bào Hitachi. Cây này thì điện 100V là 460W, lưỡi 82. 15.000 vòng. 15.000 RPM ha. Tức là 10.000 15.000 vòng trên phút ha. Đó. Ngoại hình của nó ha, lưỡi không mẹ đó, lưỡi không mẹ ha. Rồi test máy. Rồi cây số 12 550. Tiếp theo cây số 13 cũng là của Hitachi luôn. Đó. Cây này dây cu lo đồ còn mới luôn á. Đó. Đó. Lưỡi cũng không mẹ ha. Rồi cây này cũng là điện 100V 15.000 vòng trên phút. Lưỡi 82 nhân cho 1 mili. Sáu a ha, cái này là 6A. Cái này là 520W ha. Cây số 13 đồng giá 550.000. Đó, ngoại hình của nó Hitachi. Rồi cây số 14 Makita. Đó. Ngoại hình của nó. Cái này nó láng nha, nó có cái dấu đen đen thôi chứ không phải là bệ hay là cái gì hết nha. Láng o à nha. Đó. Cái này là điện 100V là 5A. 16.000 vòng trên phút, 480W ha. Rồi cây số 14 550 luôn. Đồng giá. Tiếp theo cây số 15 là con cưa gỗ Hitachi. Cái này là điện 100V 3.500 vòng trên phút. Lưỡi 160 ha. Cái này là 7A. Cái này là 680W á. Rồi test máy.
Rồi cây 45, cây số 15, 450 ngàn. Đó, ngoại hình của nó. Cái này đế nhôm nha. Thân nhôm đế nhôm. Thân nhôm đế nhôm. Rồi tiếp theo. Cây số 16. Cây số 16 là con Makita ha. Điện 100V. Lưỡi của nó là 170 tới 185 ha. 11A. 1050W. Đó, ngoại hình của nó. Đó, thắng có đồ đầy đủ nha các bạn. Đó. Rồi, cái số 16, 500 ngàn. Rồi, số 17. Số 17, cái này là một cái con không biết bơm cái gì đây. Nhiều người nói là cái này là coi như là cái bơm... bơm hồ cá hay là cái gì đó. Đó, nó có hai cái ống vô nè. Đó, hai cái lỗ này ra nè. Đó. Cái này là điện 100V ha. Là 40W. E-boost. Cái này là Đài Loan ha. Đài Loan chính tông luôn. Đó, ngoại hình của nó. Mình nghe nói vậy thôi chứ mình cũng chả biết cái máy này là máy gì ha. Đó, mình chỉ coi như anh em nào biết thì chỉ cho mình ha, hướng dẫn mình ha. Rồi, đó, cắm điện vô là nó chạy nha các bạn. Đó, nó có hai bên là hai cái bơm. Chưa được. Đó, anh em nào biết thì mua về sưu tầm. Máy chạy rất là êm luôn. Rồi, cây số 17, 400 ngàn. Rồi, số 18 là một con mài hai đá. Đây, cái này là của Sinco á. Cái này Sinco nè. Tokyo Sinco. Đó, điện 100V. Đó, điện 100V, 150W. Đá của nó là 150 nhưng 19 nhưng 12 7. Đó, sản xuất Made in China. Cái này là Trung Quốc xuất Nhật ha. Cái này nó có cái giá ở đây luôn ha. Để mình coi như mài lưỡi bào hay mài cái gì đây nè. Đó, mình thấy nó dướng mà mình tháo nó ra ha. Rồi test máy. Bên đá này thì nó hơi mòn ha. Bên này hơi mòn, bên này là còn zin của nó luôn. Đó. Máy chạy rất là êm luôn nha các bạn. Rồi số 18, 700. Tiếp theo số 19. 19 là con Hitachi nha. Đó, điện 100V. Con này là 230W. Đá của nó là 125, hai cục đá zin luôn. Đó. Hai cái cự của nó là cự đúc luôn nha các bạn. Rồi test máy. Máy chạy rất là êm ha.
Con số 19. 19, 950.000 ha. 950 ha. Rồi số 19 là 950k. Thì ta chi. Còn rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo con số 20 á. 20 là cái cơ xích lan của nó là 3 tấc. Đó. Con này là của Makita. Cái này là điện 100W, 1120W ha. Cái này là 270 dòng trên phút, 270 dòng trên phút ha, lưỡi 3 tấc. Rồi test máy, cái này lam của nó là lam Latin nha, không có xài bánh xe nha, lam của nó mua không là mất tiền lắm nha. Rồi test máy. Rồi cây số 20, 700.000 Makita. Rồi clip bữa nay của mình tới đây cũng là hết rồi. Có 20 cái máy. Đó, bữa nay tại vì mình nghỉ không được khỏe, bệnh. Đó, nghỉ cả tuần rồi, không có lấy được hàng gì hết ha. Rồi, xin chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và sức khỏe dồi dào á, sức khỏe là trên hết các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn.